tiếp tục trong chương trình ca nguyện hôm nay. Bài Chân lý đời con của thầy Tuấn Cường, một bài hát rất là tâm tình và ý nghĩa cho ơn gọi của người đi tu, những các tu sĩ tận hiến. À, tôi nghĩ là thầy viết cho chính cuộc đời của thầy. Nhưng mà thật sự khi hát lên thì mỗi người chúng ta đều cảm nhận là đúng, mỗi giây phút chúng ta đều cần phải tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Mỗi ngày ân huệ Chúa ban, đời con nhận lãnh chứa chan ân tình. Mỗi phút giây trên từng hành trình, tiếng ca cảm mến vang lời hoan ca. Và bây giờ xin mời quý thính giả. Chiều con hiểu tình Chúa kỳ diệu xiết bao, tình Ngài vượt ngàn trời cao, tỏa lan sức sống biết bao đêm ngày. Mỗi ngày ân huệ Chúa ban, đời con nhận lãnh chưa chan ân tình. Phút giây trên từng hành trình, tiếng ca cảm mến vang lời hoan ca. Tình yêu của Chúa con cảm mến tri ân, Chúa âm thầm dìu bước con đêm ngày. Ngài là đường, là chân lý cho con, nguyện từ nay vui bước theo chân Ngài. Dẫu khi yếu đuối trong đời, Chúa luôn chiều mến và hằng đỡ nâng. Tình Ngài mở rộng bao la, ngày đêm soi lối dẫn con trên đường. Dẫu lòng con trọng chức danh, và trong cuộc sống vẫn thương bạc tình, dấu chân nay tìm đường về, Chúa luôn chờ đón vỗ về yêu thương. Tình yêu của Chúa con cảm mến tri ân, Chúa âm thầm dìu bước con đêm ngày. Ngài là thương, là chân lý cho con, nguyện từ nay vui bước theo chân Ngài. Những khi khó khăn trong đời, con luôn cảm mến tình Ngài lớn lao. Tình Ngài rạt rào khôn vơi, ngày đêm ban xuống trong nơi trong rơi. Mỗi ngày con hằng thiết tha được ở gần Chúa dưới chân thập hình, ngước trông Chúa thật nhân lành, chứa chan nguồn sống che chở đời con. Tình yêu của Chúa con cảm mến tri ân, Chúa âm thầm dìu bước con đêm ngày. Ngài là đường, là chân lý cho con, nguyện từ nay vui bước theo chân Ngài.